Alo anh em, hôm nay mình ra cái điểm cũ ngoài sông Quân Vũ mình câu anh em, gần chỗ bến phà Tân Thanh anh em nè. Mình giờ bây giờ mình sẽ bỏ cần xuống cho anh em coi nha, mình câu một tay, mình giật một tay anh em. Đó. Đó nè, câu lên cá lên cho anh em xem nha. Hôm nay mình ra điểm cũ mình câu cá anh em, xong vụ anh em à. mới lên hàng một em cá chia anh em đó, mới lên anh em cần tay mới lên anh em hăng quá đó. Mới lên hàng em đầu tiên anh em, đuôi con khỉ không lấy cái xô đi tới đâu, không lấy cái cài đi để tao nấu mày. Đó. Một em cá đầu tiên cái chê anh em câu gần tay anh em. Thôi cá ăn anh em, cá ăn. Ôi giật. Thôi. Giật đĩ đúng mạnh luôn chứ. Đó. Đang câu xong anh em, câu bằng tay anh em. Đó, đó, đó. Dính. Ôi cá bự. Trời ơi chảy con quậy con cá chà bá luôn. Thiệt đậu đủ mấy cá chà bá luôn kìa, cái nó còn luôn kìa. Nó còn luôn kìa, nó dướng ngay bịch rồi. Đâu. Kìa. Cái cây nè bự hơn con cá trong đó luôn á, kìa đó cái cây nè, trong đó cái đuôi nè, đó ngay cây xuống đó. Đâu trời ơi sảy luôn kìa, nó nằm đó thấy không, lấy xuống lấy nè, ngay bịch nè, đủ nó dứt đây cái nó tuột nó chạy đó không, dưới ngay bịch đó không, đó bịch đen đó, cái đuôi đó đó trời thấy không, ngay cây xuống nè, nằm ngay bịch đen đó, nằm phía trong đó thấy không, đó phải đéo đâu, trời ơi nó đó, nó mới bò cho đó, đâu nó còn dính ra rồi dưới, lấy cây mày chỉ thôi. Trời ơi cái cây này đi xuống là trời, không lấy cái đuôi nữa hả trời, cái đậu nằm trong bịch đen á, ngay cái miếng dừa đó trời, thấy không, đủ mẹ sao xuống đi nó xuống dưới đầu xuống nội tự xuống đi lộ lỗ hả, đứa lỗ xuống lẹ nè, lỗ rồi nè xuống lẹ hơn lỗ. Trời dưới đó mình đi đâu sình đâu, bước vô cái dừa không dính sình, thấy không, câu bao phê không, cá đã rồi anh em. Trời ơi cá câu bằng tay mà giật sướng luôn, giục xuống là ăn, giục xuống là ăn có không vậy, có trời ơi đi đây không đi, đi đâu vậy, ủ mẹ nó sình không mẹ, sình vước lên mấy cây dừa bao phê luôn á. Bự chứ bộ, nước này như chuẩn bị lớn hay gì á, đó nè em kêu anh em đi điểm câu cũng thoải mái nha, đó này là sông lớn nha anh em, đó à. đổi chỗ mới được, xích da mới được, thằng mé quá. Ăn mình sẽ giật cho anh em xem nha. Ở đây là cá rất là nhiều nha anh em. Câu thoải mái. Ngồi chừng khoảng một tiếng là có thể là câu được vài ký cá. Ở đây là cá nó ục như là cá ổ vậy đó. Rất là nhiều. Thấy chứ thả cần xuống ngồi chút xíu là dính, ngồi xuống là dính rồi. Nhiều lúc là mình giật mà không kịp luôn anh em. Chỗ này là bao có cá anh em, câu là lúc nào cũng có cá.
Ở đây là chỉ có cá trê anh em, chứ không có cá khác anh em, chỉ toàn là cá trê. Nước này chuẩn bị lớn rồi, tí này nó ấy rồi, chuẩn bị lớn rồi, chậm rồi. Kìa, bơi rồi. Mới nổi lên đó. Ủa giờ bây giờ thằng đứa lại về hả? Đó, đó đó đó, cá đang ăn anh em, cá ăn anh em. Thu con cá thì nó nổi luôn luôn mới xảy con cá bự ổn ghê. Hồi còn nguyên anh em, đó 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 đó, trời ơi cá ăn. Ồ đi vậy, vậy vậy trời ơi đi giật kìa. Đó 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 đó, này nó dính rồi đấy anh em, dính rồi anh em, trời ơi dính rồi giờ. Đó anh em thấy đã không, giật là bao phê, ở đây là bao cá luôn á. Nhỏ xíu rồi. Cá bự thì sảy, cá nhỏ thì dính. Mình câu một tay vừa vừa câu vừa quay luôn cho anh em xem. Cá là nhà anh em. Cá bao dính. Đợt này tính ra không có cây nhân cá xíu, đừng có cái dừa với cái bự bự mà hái. Đợt không câu, mấy đợt trước câu còn cái nhỏ mà chút xíu mà. Này là kiếm cá được được rồi. Đó, này dính cá nha, này dính cái này nè, không đó đó thấy không nè, cái phao rồi nó nhả lên ta, rồi quay cái đéo giật luôn nào, dính à, kiểu đó là dính rồi đó. Nó kéo chị đi luôn á, đã rồi tôi đéo ấy, tôi quay cái nó buông luôn mày, buông luôn, không biết còn mồi không nữa, ai kiểu đó không biết còn mồi nữa. Rồi còn hay gì á. Giật lên đây, còn rồi nút cái đít ra lầu lưỡi này. Chi lầu lưỡi nha nè, móc con dế khác. Đây dế nha nè, cậu bằng một dế nha nè. Mấy phao đi sâu rồi.
vậy đó được rồi. Sau gì thì nói chung vậy là nó cho nó không ấy ấy qua cái nước nó chảy nó gị thì nó ấy gị vậy cái nó ăn cái nó lôi cái nó gị phao gì rồi đó đó nó giật kìa cá ăn anh em. Cây cần này phải dính cá bự kéo đã tay nói cây tính ra cái gàng tay mà dính con cá chừng 1 kg tới như một ký ba hoặc ký rưỡi đâu á trở lại là cái cây này kéo kéo đã lắm ta cái gàng tay này nè kéo cái cây nó cong trời ơi con vòng luôn á à, bữa bạn tao mới câu dính cá chê 14 kg nghĩ sướng lắm chứ bộ câu đâu ở ngoài á ngoài nhưng mà ở đâu trong hộ à trong hộ tao biết chỗ này mà đủ má mua cám đéo có mua cám giống như đi câu đây đéo có cái chê tại ở ngoài đâu ai câu cám rồi câu ơi nó ăn gị ó nó gị nè đó theo theo anh em đó đó anh em rồi rồi đó nó gị nè má nó buồn cá nhỏ buồn cái dướng vô im gì cái chê mà câu ăn mà mấy gì cái đó mà câu bằng một bằng 18 gì ừ nó ăn cám cái ăn chim thì câu mà kia cũng dính vậy nhưng mà cái thường cái mồi nó đúng rồi cái mồi nhạy nhất là cái mồi dế là nhạy nhất đúng mẹ bữa tao mua dế câu đéo có nè trời mấy chỗ mà chim ăn rồi phải có chứ mày ý là có là một bán có dế mày hiểu không nhưng mà câu đéo dính má con cá ăn cá 14 kg đó mày cần câu dính được một con ở đây làm được cái clip mà nó có rất nhiều không mày kéo vòng vòng quần quần rồi kéo không cũng phê nữa cá bự bữa nào vô lên đi câu cái cha tí cũng nói tốn tiền nữa hả hồi bữa giờ nó đi câu đâu nó câu mấy hồ giải trí đâu á không tại nó câu rồi nó lấy cá còn mình câu vô mình câu giải trí không á thì dạng mình vô hả mình câu 3 tiếng hay nhiêu đó giờ mình câu không chơi thôi cũng được vậy ơi tại nó câu nó lấy cá mà đó, nó giật cái ghét thì chứ nè cái đây nè cái đỏ nè tí đó này giật hoài mà đó giật à liên tục luôn vậy ta mồi còn mà mồi nước lớn rồi nó đang chạy xuống chứ thực sự là nó đang lớn rồi nữa còn giật luôn rồi tí mới giật á đó dính hay gì á dính gì liên tục luôn mà dính không dính ra nhỏ sao kỳ ra sao nhỏ dưới ra lấy luôn đi đó cái gì kêu đưa cho thằng ấy nó lấy đem trọng thả nó quặn quá trời luôn rồi con cá bự nó quặn rồi tí cá bự mới quặn rồi đó, đó. Cá ở đây nó ục trời khỏi nó tới ục như cá ổ cái điểm này mà dẫn mấy tay mà kia tôm dẫn đây câu với lại đây ăn câu hả nguyên một ngày chắc không biết bao nhiêu cá con này nhốt lưỡi rồi gì đấy
hết mồi rồi đó, cây này nãy giật quá trời mà. Làm gì còn mồi rồi. Trời gì đi cho má. Ủa cá nó quần đằng kia rồi, trời ơi, nó quần nắng rồi. Ôi tới. Mới lên cá này mà không quay để mình quay tiếp cho anh em xem nè. Tay là bên đây con máy nè. Giật trái nha. Gì? Mày giật qua trái nha. Qua đây gì? Thì thấy gì đây qua đó đó thằng đâu đó cá cá anh em. Dính nè. Trời ơi. Hết mồi luôn. Đù móc lòng với tí thủ mẹ đang cầm cần sao móc bỏ xuống đi đang quay xích luôn à. Nó lôi lúc phao luôn mà không dính ra cái nhỏ mà chắc không phải cách chơi chơi với cái gì cái lấy cống dừa có chỗ đây có cống dừa nữa chứ câu dính hoài vậy nước lớn kìa vô câu mới dễ dính cống dừa cá lồn gì nó ăn quẩy em ra luôn. Hết mồi nó im chứ cây lồn thì nó kéo ăn hết mồi á chứ không hết mồi làm gì mà nó ấy những cá này nó khôn mồi nó ăn họ nó giật nó kìa thế ơi giật dính cái gì nó giật qua luôn kìa xanh á giật cái trùng trùng cái nó giật nữa đậu cái trùng là giật nữa trời dính hay gì á giật hoài luôn kìa rồi à. Đó tôi đang cầm vậy giật xuất giật lộn đủ má trên mình tao ba cây cần nè tôi giật tao không biết sao giật luôn á rồi dính con khỉ luôn chưa kỳ ta thấy giật hoài luôn á hết mồi luôn rồi rồi nước im ve đó thấy không nước về chứ lớn rồi đó im ve luôn rồi anh em nha video mình kết thúc tại đây anh em ngồi ngoài nắng quá rồi giờ mình không quay nữa mình còn câu mà mình không quay nữa anh em nắng rồi để mình ấy thêm con nữa cho anh em xem nha anh em xem kênh nhớ like và subscribe kênh mình để ủng hộ mình có động lực ra những video tiếp theo nha anh em. Rồi video kết thúc ở đây nha anh em. Hút mày hút mày. Đó, thành quả câu cá ngày hôm nay anh em. Gì? Đó. Một cái tờ đá với mấy đứa hút cả 10.000 chị ra cả.